ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương thành phố Hải Phòng vừa ra thông báo gửi đến các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng và công an huyện Kim Thành Hải Dương cùng các cơ sở sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe ô tô, truy tìm xe ô tô gây tai nạn trên quốc lộ 5 khiến hai mẹ con sản phụ thương vong. Theo nội dung thông báo, vào khoảng 21 giờ 50 ngày 9 tháng 11, chị Đặng Thị Hương, 1993, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, đang mang thai tuần thứ 34, lái xe máy băng kiểm soát 15A6663 chở con trai N. N. 4 tuổi đi trên quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng, Hà Nội. Khi đến đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, xe máy gia chạm với xe ô tô chưa rõ biển số, chưa rõ người lái xe. Dù gia chạm khiến chị Đặng Thị Hương bị thương nặng và mất ngày 11 tháng 11, con trai chị Hương bị đa chấn thương dùng mặt, hai phương tiện bị hư vỏng nặng. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương xác định phương tiện liên quan là xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Toyota Antic, màu sơn đen. Sau tai nạn, xe bị hư vỏng nặng phần đầu xe bên phải, để rơi một phần cản trước bên phải, chắn buồn bánh trước bên phải và hộp đèn phát sương bên phải. Công an huyện An Dương đề nghị các đơn vị, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến xe ô tô nêu trên thì liên lạc với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương để phối hợp điều tra, xử lý. Được biết cả hai vợ chồng chị Đặng Thị Hương đều là công nhân tại khu công nghiệp Quán Toan, đang có ba con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Sau khi chị Hương bị tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chỉ định mổ sinh thêm được bé trai nặng hơn 2kg. Hiện tại cháu bé sơ sinh đang nằm điều trị hỗ trợ do sinh non tại khoa sơ sinh, còn anh trai là nợ. Nợ. Hờ cũng vẫn đang phải điều trị tại khoa ngoại chấn thương cùng bệnh viện trẻ em Hải Phòng,